Hello, hello. Xin chào tất cả các bạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Canh chia sẻ ý tưởng tạo bộ rễ cây linh sam cực đẹp. Xin mời cả nhà và các bạn đón xem. Xin mời. Để cho chúng ta biết được ý tưởng để tạo bộ rễ cây linh sam. Đây là dụng cụ để Trần Canh sẽ khui cái bộ rễ cây linh sam ra cho tất cả các bạn xem ý tưởng tạo bộ rễ như thế nào. Mình chơi chậu, trồng chậu nha cả nhà và các bạn. Đó các bạn. Là mình chỉ dùng một cái bây và cái kìm cắt và một xô nước để mình khui cái bộ rễ cây linh sam này cho các bạn xem ý tưởng của Trần Canh tạo bộ rễ như thế nào. Đó các bạn, đây là một cây linh sam bông nở cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ hấp dẫn các bạn. Đó các bạn thấy không, cây linh sam bông rất là đẹp luôn. Đó, bông như bông lan các bạn, bạn thấy bông không, bông cực kỳ kỳ hấp dẫn luôn, đang ra bông nè cả nhà và các bạn, ra bông và ra trái. À, bây giờ là Trần Canh sẽ ý tưởng tạo bộ rễ cây linh sam này như thế nào thì mời cả nhà và các bạn theo dõi hết video clip của Trần Canh tạo ý tưởng này. Xin mời.
Kính thưa các bạn, vừa rồi các bạn đã xem Trần Canh khui cách ý tưởng tạo bộ rễ cây linh sam cho cả nhà và các bạn xem. Thưa các bạn, đây là một cây linh sam ra bông cực kỳ đẹp luôn. Trần Canh đã trồng nay 2 năm vào trong ba cái chậu. Cả nhà và các bạn, mời cả nhà và các bạn xem ý tưởng của Trần Canh tạo bộ rễ cây linh sam. Đây này các bạn, thưa các bạn, đây là một cái chậu trắng, chậu nhựa. Lần đầu tiên Trần Canh sẽ trồng là trong cái chậu nhựa này các bạn. Cây nhỏ nhưng mà bộ rễ chưa có, nhưng mà hôm nay thì rễ nó đã có rồi. Trần Canh tiếp tục trồng trong cái chậu to hơn, đó là chậu men này, men màu đỏ. Sau khi bộ rễ lớn, Trần Canh tiếp tục trồng trong cái chậu xi măng bằng đất nữa. Đó, bây giờ nó ra hết cái rễ trong chậu xi măng bằng đất luôn nè cả nhà và các bạn. Đó, các bạn xem rễ nó nè. Bộ rễ nó cực kỳ hấp dẫn luôn nha cả nhà và các bạn. Mình tạo là 3 tầng. Sau khi bộ rễ này nó phủ ngập hết cái chậu xi măng này là chúng ta gỡ chậu ra là trông nó rất là đẹp luôn. Và hôm nay là tới vào mùa mưa cả nhà và các bạn, cho nên Trần Canh sẽ khui rễ này ra cho mùa mưa này là bộ rễ nó cứng cáp và nó mạnh lên, và đồng thời rễ nó to lên, trông nó hấp dẫn nữa cả nhà và các bạn. Bạn nào thấy nội dung ý tưởng tạo rễ cây linh sam hay thì hãy like cho Trần Canh, và Trần Canh tiếp tục ra những cái video hay hơn. Đó, cả nhà và các bạn xem bộ rễ nó đã xuống hết cái chậu xi măng này rồi. À, cỡ chừng 3 tháng nữa là bộ rễ nó sẽ ngập hết cái chậu này, chậu xi măng này. Lúc đó Trần Canh sẽ khui chậu ra và vô một cái chậu có bộ rễ là 3 tầng nha cả nhà và các bạn. Đó, các bạn thấy rễ không? Siêu rễ luôn. Rất đẹp. Và đồng thời dáng cây này cũng đẹp luôn. Đó, cả nhà các bạn xem đang ra bông nè. Cây đang ra bông. Bông cực kỳ là đẹp luôn. Bông to như bông lan luôn. Đó, bông của linh sam cả nhà. Thôi hôm nay Trần Canh chia sẻ cho cả nhà và các bạn ý tưởng tạo bộ rễ cây linh sam. Đến đây kết thúc, và cả nhà và các bạn hẹn gặp lại những video kế tiếp. Xin bye bye, hẹn gặp lại.